xin chào cô chú anh chị mình nha thì à, hôm nay 26 tây tháng 10 á, thì em lên sóng cho anh chị mình là hai bò mẹ con đực ba bê đẹp bò với là một con đực ba bê lẻ nữa nha anh chị cái con bò con này á, thì em kiểm tra thì xá tích thì nghiêm chỉnh ha bò này á, thì nó rất là lật bò nha anh chị mong đích nó đích đôi ha có chỉ cơ nha anh chị đó dò cẳng thì hoàn thiện móng sò nha thì à, cái con đực ba bê con này á thì uh, tình trạng uh, thì em đã quan sát và kiểm tra rồi thì tình trạng nó nghiêm chỉnh ha lưng là nó là lưng đôi đòn dài nha anh chị bò này thì đòn dài lắm nha đó đầu trụi nữa nha anh chị thì bò này uh, thì uh, chủ nhà ta nuôi người ta sổ dàm sớm nha anh chị nên là con bò này dàm bọng là đã có sẵn rồi cho anh chị mình rồi nha đó anh chị mình thấy không rất là biên lực nha anh chị cái uh, con bò đực con này uh, thì uh, em đo ngay sáu lưng á uh, thì nó cao là một mét lẻ hai bò nha đó bò này thì mới 5 tháng nha anh chị. Đó mới 5 tháng tuổi bò nha. Bò thì rất là biên lực nha anh chị, bò đẹp nha anh chị. Đó anh chị mình thấy không? Đó, bò này thì mới 5 tháng mà anh chị thấy rất là biên lực mà mình nuôi tầm khoảng vài tháng nữa anh chị mình tách ra anh chị bán nó cũng tiền không nha anh chị. Đó, bò ba b này lúc nào nó cũng luôn có giá hết nha anh chị. Đó anh chị mình thấy cái đít nó không? Rất là to nha anh chị, đít này là đít đôi đít muối nha. Có chỉ cơ anh chị cũng biết rồi nha. Rất là biên lực nha bò này về anh chị nuôi ủ luôn cũng được luôn nha anh chị nuôi gỗ béo á là nuôi ủ thịt á đó anh chị mình thấy không tại cái dòng bò này á, thì bò gieo phối nha anh chị nó mau lên lắm nha thì bây giờ em sang con bò mẹ nè bò mẹ thì xác tích cũng nghiêm chỉnh ha bò mẹ thì nói chung là mẫu bom bay nha đó bò mẹ thì qua đen rúng thì rúng chèn đó giò cẳng thì hoàn thiện ha móng sòi nha anh chị con bò mẹ này á, thì nó là mẫu bông bay ha nó cao là 1m19 cho đến là 1m2 bò nha anh chị thì em đo ngay sẽ lưng ha bò mẹ thì mổ xem mổ đen nha lưỡi đen thì à, do con bò này á, thì nó đẻ hai con rồi nha anh chị đó đẻ hai con rồi nên là răng cỏ thì con bò này á, thì à, theo âm dịch răng á, em kiểm tra á, em thấy là con bò này á, thì bẻ ba răng nha thì à, bò này á, thì bò nhà vườn hết nha anh chị nó ăn uống thì rất là giỏi ăn ha thì em có hỏi thăm á, thì chú nhà vườn á, thì chú nói á, Thì con bò mẹ này á, thì chú có gieo phối ra rồi nha đó chị em hỏi chú thì chú nói là chú phối là ba bê nữa nha anh chị thì phối được trên một tháng rồi nha thì cái này thì anh chị mình đem về nuôi theo dõi thêm nha tại cỡ này thì em chưa khám được nên em cũng chưa bao chữa được cho anh chị nhưng mà bò này á, thì em bao sạch sẽ và hoàn thiện ha. em cam kết cho anh chị bò này là nghiêm chỉnh hoàn thiện ha bao tặc lỗi lòi đơm cổ xạ cho anh chị mình 5 tháng nha đó thì về cô chú chị mình nuôi á thì cứ yên tâm mình nuôi nha tại bò này em bán thì em cam kết đồ đầy đủ đèn quen thì giá mẹ con này á thì à, em báo giá cho chị mình nguyên mẹ con ha 27 triệu nha còn đây là mẹ con số 2 ha cũng 3 b luôn nha bò mẹ này nói chung là nó cũng như cái con đầu tiên mà con bò mẹ này nó cao tàn hơn một tí nha chị rúng cũng chèn giò cẳng thì cũng hoàn thiện ha chăn cẳng thì bò này á thì móng sò có kiền khú đen nha chị đó Bò mẹ này á, thì nó xác nó to hơn một tí nha Bò mẹ này á, thì em đo ngay sáu lưng á, thì nó cao là 1m26 bò nha anh chị Đó 1 mét 26 bò ha Xá tới tụng nghiêm chỉnh Không có len giá nha Hai con bò mẹ vàng này là không có len giá hay tật lỗi điểm mi gì nha anh chị đó để để em kiểm tra được hoàn thiện rồi đã không có điểm mi thì giao tới anh chị mình là kiểm tra y như em nói nha đó bò này á thì nó cũng đẻ hai con thì do con bò này á thì nó bẻ răng sớm nha anh chị. Nên là em dạch răng em quan sát á thì con bò này á thì phé anh chị, nó sắp đều răng rồi nha. Phé nó chưa nó sắp đều răng nha anh chị. Đó. Thì bò này á thì cũng chung chủ của chú nhà vườn luôn nha anh chị. Thì em có hỏi thăm á thì cái con bò mẹ bên đây á thì chú cũng phối nha. Cái con này á thì chú phối là cũng được 2 tháng lẻ mấy ngày rồi nha anh chị. Đó, được hơn hai tháng mấy ngày nha. Đó thì uh, do thì cũng uh, mới hai tháng nên là em cũng chưa khám được nên em cũng chưa bao chữa được nha em chỉ uh, bán thì bán sát mẹ con nhưng mà về chế độ bảo hành á, thì nói chung á, thì em cũng bảo hành đồ đầy đủ cho anh chị mình đó là bao lòi đơm cổ xạ cho anh chị mình hết nha 5 tháng hết như vậy còn đây là bò con ha bò con này á, thì nó thuộc về bò ba b mà ba b bóng nha anh chị đầu trụi ha con này thì nó nhỏ tháng hơn cái con bên kia đó mà con bò này nó uống mài anh chị nó pin lực lắm nha đó con này thì nó gần 5 tháng anh chị chứ vượt 5 tháng nha Con bò này thì chú thì chưa sổ già Đó đầu bông anh chị mình thấy không Đầu cổ đồ hoàn thiện ha Đòn dài đích cũng muối giò cặn cũng hoàn thiện hết nha anh chị Gần 5 tháng nha Thì à, con bò đực ba bê bông này á, thì à, em có đo rồi anh chị Thì con bò này á, thì nó cao là 1m03 bò nha Đó cao 1m03 gần 5 tháng đó cũng mời bò lắm nha anh chị rất là pin lực ha thì à, nguyên mẹ con này á, thì à, À, em báo giá cho chị mình là 27 triệu 500 nha 27 triệu 500 là anh chị mình mua được cái bộ mẹ con đực ba bê bông số 2 này nha Còn cái bộ đầu tiên là chỉ có 27 triệu nha anh chị đó thì à, anh chị mình á ừ, ưng cái bộ mẹ con nào á thì mình muốn bắt hết luôn hai bộ mẹ con này á thì mình vừa có hai con bò mẹ mình nuôi sinh sản nè mình vừa có hai con bò bê con mình đem về nuôi ủ à, bộ béo thì cũng rất ok ha Tại vì bò ba bơi này thì giá trị anh chị cũng biết rồi ha Nó sẽ cao hơn là các chồng bò khác luôn Mà nuôi nó cực kỳ mau lớn nha anh chị Nó cũng lưng đôi đồ đồn dài đồ anh chị Nó cũng y con đầu tiên à. Còn bên đây là con đực lẻ ba bơi ha Con bò này thì bò lẻ nha anh chị tách con á Đó Bò này nó cũng pin lực Đó đầu cổ được nghiêm chỉnh đồn dài Cũng lưng đôi đồ dò cẳng đồ hoàn thiện hết nha anh chị Con bò này thì em đo ngay sẽ lưng thì nó cao là 1m04 nha con bò này thì nó gần 6 tháng tuổi nha anh chị Tại vì người ta tách con ta, à, ta bán anh chị Đó cao 1m04 bò nha Được gần 6 tháng Dạm bọng thì chủ nhà ta nuôi người ta sổi rồi Anh chị cũng thấy rồi ha Dạm bọng đã có rồi nha anh chị Thì con bò này thì do cái con bò lẻ Thì à, em bán cho chị mình giá là 14.500 ha 14.500 nha anh chị 3B nha anh chị Đó thì cô chú anh chị mình gần xa thì mình đang ưng những cái mẫu bò này á, thì mình muốn bắt hết luôn á thì anh chị mình liên hệ sớm cho em ha giá con bò này chỉ có 14 triệu 500 mà gần 6 tháng tuổi nha anh chị đó bò này là bò ba bơi tất cả là toàn là bò gieo tinh không nha anh chị không có con nào để gắt nọc nha bò này bò gieo tinh nha anh chị ba bơi này nè là dòng gieo phối không nha đó thì cô chú anh chị mình ưng con bò nào á, thì anh chị mình liên hệ trực tiếp ngay sướng khỏi cho em ha còn bây giờ em chào anh chị ạ à.